Dạ, em xin được kiểm tra đường truyền tín hiệu từ điểm cầu của quý thầy cô ạ. À. Quý thầy cô đã nghe rõ được tín hiệu cũng như là màn hình em chia sẻ quý thầy cô vui lòng là để học tin nhắn giúp em số 1 ạ. À. Dạ, em đã nhận được tín hiệu từ điểm cầu của quý thầy cô. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. À. Vâng, em xin kính chào quý vị lãnh đạo và quý thầy cô vâng quý thầy quý, quý vị lãnh đạo và quý thầy cô có nghe rõ được âm thanh từ điểm cầu của VBBOX không ạ à? vâng à, vâng em xin cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều và em xin được tự giới thiệu em tên là thanh vân đại diện cho nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố hồ chí minh và công ty cổ phần phát triển giáo dục việt nam VBBOX, gọi tắt là VBBOX việt nam là đơn vị đứng tên tác giả của bộ sách tiếng anh phonics thì lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành đến quý lãnh đạo, quý thầy cô có mặt trong buổi giới thiệu bộ sách tiếng Anh năm Phonics ngày hôm nay. Và được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, VB Box Việt Nam vinh dự được giới thiệu đến quý lãnh đạo và quý thầy cô bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 Phonics theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài quyết định số 4119 và bộ sách tiếng Anh Nong Phonics Mock nằm tại danh mục số 41 trong danh mục phê duyệt. Và trong khoảng thời gian cho phép thì Vvbox Việt Nam xin được giới thiệu đến quý lãnh đạo và quý thầy cô các nội dung chính như sau. Phần 1 là giới thiệu về cấu trúc và nội dung của sách tiếng Anh Nong Phonics Mock. Phần 2 giới thiệu về tài nguyên học liệu hỗ trợ giáo viên giảng dạy tiếng Anh Phonics Mod. Và phần 3 đó là đề xuất trao đổi và thảo luận. Vâng, kính thưa quý thầy cô, VBBOX Việt Nam với hơn 17 năm hoạt động và phát triển đã đồng hành cùng giáo viên và học sinh trên toàn quốc giữ vững phương châm giáo dục sáng tạo vì tương lai bền vững. Một trong những mục tiêu chính của VBBOX Việt Nam là xây dựng và phát triển chương trình dạy và học tiếng Anh với bộ sách liên thông từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông vâng và trên màn hình quý thầy cô đang theo dõi chính là hệ thống bộ sách giáo khoa bao gồm 4 cấp độ và có tính liên thông từ mầm non tiểu học trung học cơ sở đến trung học phổ thông và các bộ sách do Vipbox Việt Nam đứng tên tác giả và cùng với nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đều đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định phê duyệt cho phép giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông và các bộ sách đều đáp ứng đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng cấp học cụ thể. Vâng, kính thưa quý thầy cô, trên màn hình quý thầy cô đang theo dõi chính là hệ thống sách tiếng Anh Phonics dành cho cấp tiểu học với 5 cấp độ từ lớp 1 đến lớp 5 và các bộ sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đang giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020 đến nay. Và các bộ sách đều đáp ứng đầu ra là bậc 1 tương đương với trình độ A1 dành cho học sinh tiểu học. Và bộ sách tiếng Anh Nonsense Phonismos là bộ sách cuối cùng của cấp tiểu học đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại quyết định số 4. Tại quyết định số 4119 vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 và bộ sách tiếng Anh năm Phonics nằm tại mục số 41 trong danh mục phê duyệt. Và sau đây em xin mời quý thầy cô cùng tìm hiểu chi tiết về cấu trúc cũng như là nội dung của sách tiếng Anh năm Phonics Vâng, bộ sách tiếng Anh năm Phonics Mod sẽ bao gồm hai quyển sách đó là quyển Student Book dành cho học sinh À, quyển activity book đó là quyển bài tập, luyện tập các hoạt động, các học sinh được học và bên cạnh đó thì quyển sách teacher's book là quyển sách không thể nào thiếu à, trong quá trình giảng dạy và là trợ thủ đắc lực của quý thầy cô trong công tác giảng dạy đúng không ạ à? và đơn vị đứng tên tác giả của bộ sách tiếng Anh năm Phonics Mod là nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam Vipbox và chủ biên của bộ sách đó là thầy tiến sĩ Lê Hoàng Dũng và sau đây thì em xin mời quý thầy cô cùng tìm hiểu về cấu trúc và nội dung của bộ sách tiếng Anh năm Phonics Mod. Phần vâng, sách tiếng Anh nông Phonics Mod được thiết kế với 14 đơn vị bài học chính hay còn gọi là 14 units. ba đề, 3 đơn vị bài học review, 3 bài mini test và cuối cùng đó là một bài final test được thiết kế dưới dạng các bài kiểm tra theo định dạng đầu ra là bậc 1 dành cho học sinh lớp 5. Và cấu trúc tổng quan sẽ bao gồm phần bookmap, 14 đơn vị bài học lớn, và tiếp đến đó là phần word list. Và mỗi một unit sẽ bao gồm là phần 5 lesson sẽ được phân bổ như sau. Đó là lesson 1, 2, 3, hay còn gọi là lesson 1, lesson 2 và lesson 3. Tiếp đến là phần phonics và learn more. Thì bố cục này sẽ tương đồng với lại bố cục của sách tiếng Anh 3 và tiếng Anh 4. Và ngoài ra thì cấu trúc, của sách tiếng Anh 5 còn trang bị thêm các bài review đang xen sau các unit 3, 6 và unit 10 Nhờ sẽ giúp cho các học sinh à, các em học sinh sẽ củng, củng cố lại kiến thức sau các đơn vị bài học lớn và với những cái thiết kế bài luyện tập của các bài review này thì sẽ giúp cho học sinh luyện tập đủ cả bốn kỹ năng đó là kỹ năng nghe, nói, đọc và kỹ năng viết. Và vì bộ sách tiếng Anh 5 là quyển sách cuối cấp dành cho học sinh lớp 5 nên là nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra cho học sinh cuối cấp theo quy định của Bộ Giáo dục. Nên là đội ngũ biên tập đã đưa vào các bài mini test được thiết kế theo các định dạng kiểm tra đầu ra. Được thiết kế theo các định dạng kiểm tra đầu ra là bậc 1 tương đương với trình độ A1 để học sinh được luyện tập thường xuyên, làm quen dần với các bài kiểm tra và như vậy thì học sinh sẽ không bị bỡ ngỡ khi tham gia các kỳ kiểm tra chính thức hoặc là các kỳ thi kiểm tra học sinh giỏi hoặc là các kỳ thi Olympic. Và song song đó thì chúng em cũng thiết kế một cái bài final test sau unit 14 để học sinh hệ thống lại các dạng bài tập thường gặp trong các kỳ kiểm tra đầu ra là bậc 1 để học sinh có cái nhìn rõ nét hơn và tự tin hơn trong các kỳ kiểm tra cơ cuối cấp cũng như là kiểm tra đầu ra à, cuối cấp hoặc là tuyển sinh vào lớp 6. Vâng, và trên màn hình thì quý thầy cô đang theo dõi. Đây chính là 14 đơn vị bài học chính của sách tiếng Anh nông Phonics Mod với các chủ đề và các chủ điểm gần gũi, quen thuộc đối với các em học sinh. Và với, và với 14 đơn vị bài học thì mỗi một unit chính sẽ có 5 đơn vị bài học nhỏ như là em vừa đề cập ở phần trước đó là lesson 1, lesson 2 và lesson 3 thì mỗi một lesson sẽ được thiết kế trên hai trang sách và tiếp đến đó là bài học phonics và bài học learn more thì mỗi bài học này, này sẽ được thiết kế trên một trang sách và tổng một unit sẽ được thiết kế trên 6 trang sách và cách thiết kế đơn vị bài học sẽ tương đồng với cấu trúc bài học của sách tiếng Anh 3 và sách tiếng Anh 4 Phonics Mod. Tức là mỗi một unit sẽ phân bổ định hướng giảng dạy trong vòng 8 tiết. Và cấu trúc sách sẽ đồng nhất giữa các lesson 1, 2 và lesson 3. Và các lesson này sẽ tập trung phát triển các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cho học sinh. Và mỗi một lesson sẽ được thiết kế trên hai trang sách như quý thầy cô đang theo dõi trên màn hình và sẽ bao gồm 6 hoạt động và mỗi trang sách sẽ có ba hoạt động giúp học sinh phát triển đồng bộ cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết và mỗi lesson sẽ được phân bổ giảng dạy trong vòng hai tiết tức là thầy cô sẽ giảng dạy là một trang sách à, trong vòng một tiết và sau đây thì em xin mời quý thầy cô cùng đến với cụ thể từng tiết à, sẽ như thế nào ạ vâng cụ thể là ở tiết 1, trang 1, lesson one ở unit 3 Chủ đề bài học là jobs, đó là nghề nghiệp đúng không ạ? Và ở hoạt động 1 thì học sinh sẽ được giới thiệu từ vựng mới liên quan đến chủ đề của bài học. Và lượng từ vựng các em học sinh sẽ được học ở tiết học này là từ 6 đến 10 từ liên quan đến từng chủ đề của bài học. Đồng thời thì trong hoạt động này còn lồng ghép ôn luyện lại một cái vài từ vựng mà các em học sinh đã được học trước đó dưới dạng cụm từ, tức là các em học sinh vừa được ôn tập À, vừa được mở rộng nghĩa của từ vựng dành cho cấp độ học sinh lớp 5. Và đến với hoạt động 2 và hoạt động 3, thì đây là các hoạt động luyện tập từ vựng thông qua các kỹ năng dưới dạng các mẫu câu đã được học. Nhưng các dạng thường gặp rất là quen thuộc như là read and complete, uh, listening tick, hay là các hoạt động mà uh, các em sẽ read and write yes or no, make sentences from the given words, uh, ask and answer, read and circle, rất là đa dạng các hoạt động để cho học sinh luyện tập đúng không ạ? À? Vâng và đó là tiết 1 thì tiết 2 sẽ như thế nào ạ? À? à vâng, ở tiết thứ hai của mỗi lesson thì giáo viên sẽ tiếp tục khai thác tiếp 3 hoạt động còn lại. Vâng, ở hoạt động số 4 thì học sinh sẽ tiếp tục được luyện tập từ vựng thông qua các tình huống ngữ cảnh và điểm nổi bật ở hoạt động này đó là học sinh sẽ được làm nhiều nhiệm vụ hơn thông qua các uh, task vâng với này cô đang theo dõi uh, và không chỉ đơn thuần dừng lại ở hoạt động là listen and read như các cấp học dưới thì các em học sinh sẽ được thực hành đa kỹ năng hơn trong các hoạt động này nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng tư duy suy luận cũng như là phán đoán và một điểm nổi bật nữa trong hoạt động 4 này, đó là phần Grammar Focus. Vâng, đây là điểm ngữ pháp trọng tâm của bài học được cô động lại trong khung ngữ pháp màu xanh. Vâng, quý thầy cô có thể quan sát đó rất là dễ dàng đúng không ạ? Và nhằm giúp cho học sinh và giáo viên dễ dàng nhận biết và luyện tập, thì các điểm ngữ pháp này đều nằm trong chương trình giáo dục môn học tiếng Anh lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và... Như vậy thì vừa cung cấp kiến thức ngữ pháp mới, vừa ôn tập lại các điểm ngữ pháp mà các em học sinh đã được luyện tập và đã được gặp ở các bài học trước hoặc là các cấp học trước thì học sinh sẽ không bị bỡ ngỡ đúng không quý thầy cô? Và như vậy thì cái dạng ngữ pháp như vậy sẽ được học thông qua dưới dạng các tình huống ngữ cảnh để học sinh luyện tập giúp các em học sinh thẩm thấu dần và nắm kiến, nắm vững kiến thức hơn trang bị các kiến thức ngữ pháp nền tảng cho các em học sinh khi mà các em học ở chương trình tiếng Anh ở cấp độ chương trình trung học cơ sở hay cụ thể đó là chương trình tiếng Anh lớp 6 và đó là hoạt động số 4 tiếp đến đó là hoạt động số 5 và số 6 thì học sinh sẽ tiếp tục được luyện tập từ vựng mẫu câu thông qua các tình huống ngữ cảnh dưới dạng các bài đọc hiểu hoặc là luyện tập các kỹ năng viết như là viết bưu thiếp viết tin nhắn và phát triển cả các kỹ năng như là speaking thông qua các tình huống như là ask and answer hoặc là let's talk hoặc là các hoạt động interview được thiết kế lồng ghép à, theo các dạng bài tập đánh giá đầu ra dành cho học sinh tiểu học Vâng, kính thưa quý thầy cô, thì vừa rồi em đã chia sẻ đến quý thầy cô cấu trúc của một lesson trong một unit. Thì tương tự như lesson 1, thì lesson 2 cũng sẽ có 6 hoạt động tương tự và các kỹ năng cũng được lồng ghép trong từng hoạt động, giúp cho học sinh phát triển đồng bộ cả 4 kỹ năng một cách tốt nhất. Và cấu trúc giữa các lesson 1, lesson 2 và lesson 3 có bố cục tương đồng nhau và cách phân bổ ngữ liệu vào từng bài học rõ ràng đều đảm bảo tính cân đối cho từng bài học giúp cho giáo viên truyền tải kiến thức cho học sinh với tốc độ vừa đủ liền mạch và học sinh khói đại trà sẽ cảm thấy tiếp thu nhẹ nhàng hơn và không cảm thấy áp lực khi mà học bộ môn tiếng anh này ạ à. và với bố cục với các hoạt động linh hoạt như thế này thì học sinh sẽ được tiếp cận và luyện tập nhiều hơn với các bài tập đáp ứng với chuẩn đầu ra cho học sinh cuối cấp và một điểm nổi bật nữa trong bố cục của sách tiếng Anh 5 Phonics Mod so với các bộ sách khác đó chính là là đó chính là tác giả đã cân bằng giữa lý thuyết và thực hành một cách hài hòa đồng thời lồng ghép phù hợp lượng kiến thức trong từng bài tập và các kiến thức trọng tâm trong sách tiếng Anh 5 Phonics Mod đều được thể hiện rõ ràng trên sách và giúp cho các em học sinh học sinh ở ở trình độ trung bình hoặc là học sinh ở khu vực nông thôn hay là khu vực khó khăn vẫn theo kịp kiến thức của chương trình lớp 5. Đồng thời thì vẫn đảm bảo được kiến thức vững chắc nâng cao cho các em học sinh khá giỏi thông qua các bài luyện tập theo chuẩn đầu ra. Vâng, đó là phần Lesson 1, Lesson 2 và Lesson 3. Và sau đây em xin chuyển sang phần thứ tư của một unit, đó là phần bài học về Phonics. Vâng, học sinh sẽ được tiếp tục làm quen với các phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm của từ hay còn gọi là word stress, trọng âm của câu sentence stress, nhịp điệu và ngữ điệu của câu intonation. Và thưa quý thầy cô, thì điểm mạnh của phần phonics này đó là giúp cho học sinh làm quen với cách phiên âm, nhấn âm, ngữ điệu, giúp cho học sinh luyện tập phát âm chuẩn, đọc đúng ngữ điệu, nghe chuẩn, nói đúng và từ đó thì học sinh sẽ viết đúng và bài học này sẽ trang bị cho học sinh lớp 5 các kiến thức cơ bản về phonics giúp cho các em học sinh bắt nhịp dễ dàng, không bị bỡ ngỡ khi lên chương trình học của chương trình lớp 6 và giúp các em học sinh đạt kết quả tốt trong các kỳ tuyển sinh lớp khối chuyên Anh của lớp 6. Và phần phonics sẽ được thiết kế trên một trang sách à, bao gồm có 3 hoạt động À, như quý thầy cô đang theo dõi trên màn hình. Hoạt động 1 sẽ giúp học sinh làm quen với các phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm của từ như là phần word stress hoặc là sentence stress, phần trọng âm của câu và nhịp điệu và ngữ điệu của câu intonation. Và hoạt động 2 và hoạt động 3 là các hoạt động luyện tập các kiến thức. Ở hoạt động 1 và các hoạt động này sẽ được lồng ghép vào các bài tập luyện tập thông qua các sai điệu của bài tranh vui tươi dễ nhớ hoặc là thông qua các tình huống các câu chuyện giao tiếp gần gũi với học sinh tiểu học Vâng, đó là bài học về phần phonics và đơn vị bài học cuối cùng của một unit đó là bài học learn more và đây là bài học mở rộng kiến thức liên môn với những bài học có tính giáo dục cao và giống như bài học về phonics thì các em học sinh sẽ có một tiết học để học về chương trình của phần bài học liên môn này. Và ở bài học lên mua thì các học sinh sẽ được trang bị các kiến thức mở rộng về khoa học, lịch sử cũng như là văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới và hiểu biết thêm về các địa danh nổi tiếng cũng như là các vị anh hùng của đất nước Việt Nam và giáo dục đạo đức và các thói quen tốt, giáo dục ý thức về môi trường, hiểu biết về khoa học, lịch sử, vân vân và với một tiết học liên môn như thế này thì các em học sinh sẽ có khoảng thời gian chuyên biệt để trải nghiệm và lĩnh hội những kiến thức đa dạng ngoài những kiến thức về ngôn ngữ vâng vừa rồi thì em đã giới thiệu đến quý thầy cô về cấu trúc 5 đơn vị bài học nhỏ trong một unit và như em đã trình bày cũng như là chia sẻ đến quý thầy cô ở phần đầu thì bên cạnh 14 unit chính thì sách tiếng Anh non Phonics Mod còn trang bị hệ thống các bài review hay và cũng như là các bài mini test và các bài và một bài final test sau unit 14 và các bài này sẽ được đan xen sau các unit cụ thể đó chính là bài review uh, sẽ giúp cho học sinh củng cố kiến thức đã được học ở các unit trước đó được thiết kế theo định dạng chuẩn đầu ra bậc 1 tương đương với trình độ A1, đáp ứng chuẩn đầu ra cho học sinh tiểu học khi hoàn thành chương trình học lớp 5. Và từng bài học bài luyện ôn tập này đều được thiết kế rất là cân đối, phát triển đồng bộ cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Và các bài review này sẽ được thiết kế đan xen sau các unit 3, uh, unit 3, unit 6 và unit 10 giúp học sinh ôn tập lại các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã được học ở các unit trước đó và đồng thời sẽ giúp cho học sinh có những bài luyện tập nâng cao hơn về bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và như trên màn hình quý thầy cô có thể dễ dàng quan sát thì những bài tập về listening, reading, writing, speaking trong unit review này đều được thiết kế dưới dạng là bài thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là theo định dạng của các bài thi quốc tế ở chứng chỉ Cambridge và như vậy thì các em học sinh sẽ có cơ hội mai sắc hơn về các kỹ năng ngôn ngữ của mình và có sự trang bị cẩn thận để bước vào những kỳ thi cuối cấp của tiểu học. Vâng, đó là các bài reviews và để tăng cường luyện tập và đáp ứng chuẩn đầu ra cho học sinh cuối cấp tiểu học thì các bài mini test cũng sẽ được thiết kế đủ cả bốn kỹ năng dưới dạng các bài kiểm tra đầu ra là bậc 1, giúp cho học sinh nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Và bố cục của các bài review và các bài mini test đã được ban biên tập phân bổ rất là hài hòa nhằm đảm bảo cho học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và thực hành trước các kỳ kiểm tra thường xuyên cũng như là các kỳ kiểm tra cuối học kỳ. Và các phần này cũng giúp cho thầy cô giáo thuận tiện hơn trong việc xây dựng các bài kiểm tra riêng cho đơn vị của trường mình đúng không ạ? Vâng và như em đã nhắc đến trước đó thì sau unit 14 sẽ đó là chính là bài final test và bài final test sẽ được thiết kế gồm cả bốn kỹ năng giúp cho học sinh hệ thống lại các bài kể tra kiểm tra thường gặp trong các bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra là bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và tương đương với lại chứng chỉ quốc tế Cambridge ở cấp độ Movers và giúp học sinh tự tin và đạt kết quả tốt hơn trong các kỳ kiểm tra tiếng Anh cuối cấp tiểu học và các kỳ thi chứng chỉ quốc tế. Và sau phần final test, đó là phần word list, hệ thống lại các từ vựng, nghĩa của từ vựng trong các units và giúp học sinh dễ dàng tra cứu và hiểu nghĩa. Phần kính thưa quý thầy cô, thì vừa rồi thì em đã giới thiệu đến quý thầy cô cấu trúc của sách tiếng Anh 5 Phonics Mark và về nội dung của sách tiếng Anh Nông Phonics Mod thực hiện đúng đủ chương trình môn học theo thông tư 32 và 33 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và với lượng bài học như vậy thì thời lượng giảng dạy của sách tiếng Anh Nông Phonics Mod là như thế nào ạ? À? Vâng, tiếng Anh Nông Phonics Mod được thiết kế với thời lượng là 4 tiết trên một tuần, tương đương với 140 tiết trên một năm học và mỗi một unit À, sẽ được học trong vòng 8 tiết học sinh sẽ có 20 tiết ôn tập trong suốt một năm học và mỗi học kỳ sẽ có 2 tiết đánh giá năng lực học sinh và 2 tiết kiểm tra cuối học kỳ và chi tiết cụ thể thì Vbox VB Việt Nam đã xây dựng kế hoạch dạy học và tiến độ giảng dạy chi tiết nên quý thầy cô hoàn toàn yên tâm khi giảng dạy chương trình sách à, của chương trình tiếng Anh Anhphonmart à Ngoài ra thì khi triển khai thì VBBOX Việt Nam luôn xây dựng các đề kiểm tra mẫu tham khảo dành cho các thầy cô và các đề kiểm tra đánh giá năng lực dành cho học sinh cuối cấp với các đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Và kính thưa quý thầy cô thì đã nhiều năm trôi qua thì VBBOX Việt Nam luôn là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy và học tiếng Anh đồng thời À, luôn luôn đồng hành cùng với bộ sách tiếng Anh PhonicsMoz dành cho học sinh tiểu học đó là phần mềm tiếng Anh Smart. à, trong và tiếp tục đồng hành cùng quý thầy cô trong năm học 2024-2025 thì Vipbot Việt Nam vẫn sẽ duy trì hỗ trợ phần mềm tương tác này để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quý thầy cô trong công tác giảng dạy ở trường vâng vừa rồi đó là phần về cấu trúc và nội dung của sách tiếng anh nông phonics Word và để hiểu rõ hơn về các học liệu hỗ trợ cho giáo viên thì kính mời quý thầy cô cùng chuyển sang phần tiếp theo đó là hệ thống tài nguyên học liệu hỗ trợ dành cho giáo viên trong suốt một năm học khi nhà trường triển khai chương trình tiếng anh nông phonics mark nói riêng và chương trình tiếng anh phonics mark nói chung và về hệ thống tài nguyên học liệu giảng dạy thì bất kỳ giáo viên nào khi giảng dạy bộ sách tiếng anh nông phonicsmod uh, cũng như là bộ sách tiếng anh phonicsmod sẽ được vbbox việt nam cung cấp tài khoản để sử dụng thư viện tài liệu giảng dạy trực tuyến e teaching trên website e teaching -smart edu vn để có thể chủ động truy cập sử dụng vào và tải các nguồn tài nguyên này về mọi lúc mọi nơi và vâng quý thầy cô đang theo dõi trên màn hình đây chính là hệ thống các học liệu mà vbbot sẽ hỗ trợ đến quý thầy cô à, trước tiên đó là công tác bồi dưỡng giáo viên đầu năm học tiếp đến đó là à, sách giáo khoa và sách bài tập số hóa hay còn gọi là flipbook sách hướng dẫn cho giáo viên sách teacher's book audio cd của sách giáo khoa và sách bài tập tranh flashcard kẹt thẻ từ và tranh chủ đề Kế hoạch bài dạy chi tiết đó là phân phối chương trình và tiến độ giảng dạy. Kế hoạch giảng dạy thiết kế theo công văn 2345 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay còn gọi đó là Lesson Plan tham khảo dành cho giáo viên. Bài dạng điện tử đi kèm với lại Lesson Plan, các bài kiểm tra thường xuyên cũng như là kiểm tra định kỳ mẫu giúp giáo viên mình có thể tham khảo, điều chỉnh cho phù hợp với lại học sinh của từng khu vực. Và bên cạnh đó thì nhằm à, đáp lại sự quan tâm cũng như là tin tưởng chọn lựa sách tiếng Anh 5 Phonics Box à, của quý thầy cô thì năm học 2024-2025 thì Vbox Việt Nam sẽ hỗ trợ thêm quý thầy cô các học liệu như sau. Đó chính là phiếu bài tập tiếng Anh 5, phiếu bài tập cuối tuần được xây dựng đủ 35 tuần với các bài ôn tập xoay quanh nội dung mà các học sinh đã được học trong chương trình sách giáo khoa và nhằm giúp cho học sinh được ôn tập lại kiến thức tiếng Anh hàng tuần, giúp cho giáo viên và thầy cô mình giảm tải thời gian biên soạn các tài liệu. Và ViviBox Việt Nam cũng sẽ tặng bộ hộp liệu đó là phần mềm tương tác của sách tiếng Anh năm Phonics được nâng cấp cao hơn phiên bản sách tương tác trước đây. Và với phần mềm tương tác này, thì giáo viên hoàn toàn có thể tải được về máy và sử dụng bằng phiên bản offline mà không phụ thuộc vào điều kiện mạng internet. Và với phần mềm tương tác này, thì quý thầy cô sẽ có nhiều thời gian để tương tác với học sinh ở trên lớp hơn và như vậy thì học sinh sẽ được học tập theo kinh hình kinh tiếng sống động và sẽ giúp cho học sinh tiếp thu bài tốt hơn và đặc biệt là các em học sinh còn được nghe và luyện tập phát âm chuẩn với giọng đọc của người bản xứ và đặc biệt thì Viewbox Việt Nam sẽ hỗ trợ và tư vấn về chuyên môn trong suốt quá trình quý thầy quý thầy cô à, giảng dạy bộ sách tiếng Anh Phonics Mod Vâng và sau đây thì em xin phép minh họa một vài học liệu để quý thầy cô có thể tham khảo trên thư viện tài nguyên học liệu trực tuyến. Tại sao đây? Vâng quý thầy cô đây là trang thư viện tài nguyên trực tuyến và VBBox Việt Nam sẽ cung cấp tài khoản cho giáo viên truy cập vào thư viện này khi mà quý thầy cô tham gia diễn dạy chương trình Phonics Và sách giáo khoa Đầu tiên thì xin mời quý thầy cô cùng tham khảo về sách giáo khoa, sách bài tập có bài tích hợp uh, um, audio CD hỗ trợ cho quý thầy cô. Và với việc tích hợp như thế này thì rất thầy, quý thầy cô rất là tiện lợi trong quá trình giảng dạy. Quý thầy cô có thể sử dụng uh, thiết bị thông minh và mở cái quyển sách này. Uh, quý thầy cô có thể click vào audio CD để cho học sinh có thể nghe trực tiếp trên lớp mà quý thầy cô không cần phải mở một file audio riêng vâng đó là sách bài học và sách bài tập và tiếp theo thì quyển sách rất là cần thiết cũng như là trợ thủ rất là đắc lực cho giáo viên mình đó là sách dành cho giáo viên teacher's book và để trang bị phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của quý thầy cô thì ngoài việc thiết kế bài giảng trong sách bài tập trong sách teacher book thì à teacher book còn có bổ sung thêm các ngân hàng game hoặc là các hoạt động mở rộng để giúp cho các giáo viên mình có thể có nhiều ý tưởng và nhiều hoạt động hơn. Bên cạnh đó thì còn có các nội dung nghe, bản script, bản answer key của sách bài học và sách bài tập cũng được lồng ghép trong quyển teacher book này ạ, giúp cho quý thầy cô mình thuận lợi hơn trong công tác chuẩn bị bài giảng. Và tiếp theo đó đó chính là kế hoạch bài giảng Hai còn gọi là phân phối chương trình, cũng được thiết kế bản FOI Word với 140 tiết học chi tiết. Phần vâng, và tiến độ giảng dạy cũng sẽ được thiết kế rõ ràng theo từng tuần học cụ thể. Quý thầy cô có thể download về điều chỉnh à, cho phù hợp hoặc là có thể sử dụng ngay nếu như mà phân phối chương trình cũng như là kế hoạch giảng dạy này đã phù hợp với lại học sinh cũng như là kế hoạch giảng dạy của trường mình. vâng đây là tiến độ giảng dạy được thiết kế với những cái màu sắc thể hiện những nội dung rất là cụ thể à, quý thầy cô chỉ cần nhìn vào thì có thể phân biệt được À, với màu xanh thì đây là à, tiến độ của các thể hiện cho các tiết học màu vàng đó là các tiết ôn tập à, màu cam sẽ là màu các tiết kiểm tra ôn tập đến à, ôn tập kiểm tra và cái tiết à, các màu xanh sẽ là à, tiết ôn tập kiểm tra học kỳ và bên cạnh đó là các audio CD, file nghe của sách bài học và sách bài tập cũng được trang bị dành cho giáo viên mình. Thầy cô hoàn toàn có thể tải về và sử dụng với phiên bản offline. Ngoài ra thì còn có các tranh thẻ từ, tranh chủ đề cũng được trang bị cho quý thầy cô tại thư viện trực tuyến này. Vâng và đặc biệt một phần không thể thiếu đúng không ạ? Đó là kế hoạch bài dạy lesson plan được đội ngũ chuyên môn VBbox Việt Nam thiết kế và biên soạn 100% các tiết dạy đều bằng file thể hiện rõ mục tiêu của từng bài học, thiết kế các hoạt động đa dạng phù hợp với từng tiết dạy, nội dung xây dựng bám sát quy định của công văn 2345 nhằm giúp thầy cô giảm bớt được thời gian chuẩn bị bài giảng và bên cạnh đó thì đi kèm với kế hoạch bài dạy Uh, lesson plan này đó là các bài giảng điện tử cũng được trang bị đầy đủ và đa dạng cho giáo viên mình và các bài kiểm tra mẫu cũng được thiết kế để bám sát uh, thiết kế bám sát theo quy định các bài kiểm tra theo thông tư 27 và do đó thì quý thầy cô hoàn toàn yên tâm sử dụng uh, và các bài mẫu kiểm tra này sẽ giúp cho quý thầy cô tiết kiệm rất là nhiều thời gian trong quá trình chuẩn bị bài giảng đúng không ạ và tiếp đến là như em đã đề cập ở trước đó, đó là phần phiếu bài tập tiếng Anh 5, đó là phiếu bài tập cuối tuần, được xây dựng đủ 35 tuần với các bài ôn tập xoay quanh nội dung mà học sinh đã được học nhằm giúp cho học sinh ôn tập kiến thức tiếng Anh hàng tuần và giúp cho quý thầy cô mình có thể giảm tải thời gian biên soạn. Và đây là học liệu mới, VBBOX Việt Nam sẽ hỗ trợ quý thầy cô trong năm học này. Và song song với học liệu đó, thì vbox việt nam cũng sẽ tiếp tục xây dựng các học liệu bổ trợ để cho quý thầy cô mình có thể phục vụ tốt cho công tác giảng dạy vì đây là bộ sách dành cho học sinh cuối cấp tiểu học nên vbox việt nam sẽ cố gắng hỗ trợ học liệu đúng đủ, đủ kịp thời để đảm bảo chất lượng đầu ra cho học sinh cuối cấp như là học liệu về võ tập viết cho học sinh mình có thể rèn viết chữ phiếu bài tập cuối tuần để cho học sinh có thể luyện tập những nội dung đã được học phiếu bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực giúp cho học sinh có thể làm quen với các dạng đề kiểm tra dành cho học sinh cuối cấp cũng như là các dạng đề thi thư chứng chỉ quốc tế các dạng bài thi của Cambridge và bên cạnh đó thì phần mềm tương tác dành cho sách tiếng Anh nông Phonismos cũng được hỗ trợ cho giáo viên mình đó là Ừ. quý thầy cô đang nhìn theo dõi trên màn hình đây là giao diện của phần mềm tiếng anh nong phonics mod vì thời gian có hạn cho nên là vivibox việt nam sẽ chia sẻ đến quý thầy cô cụ thể hơn trong các buổi chuyên đề sau ạ à. vâng kính thưa quý thầy cô và quý lành à, thì phần à, Kính thưa quý thầy cô thì vừa rồi thì em đã gửi tới quý thầy cô các nội dung giới thiệu về sách giáo khoa tiếng Anh Nonismart dành cho học sinh lớp 5. Thì trước khi kết thúc phần trình bày thì em xin phép điểm lại các điểm nổi bật của sách giáo khoa tiếng Anh 5 Nonismart. Vâng về nội dung và phương pháp trình bày trong sách giáo khoa đạt các mục tiêu của chương trình môn học tiếng Anh được hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá cao và đáp ứng chuẩn đầu ra bậc 1 dành cho học sinh tiểu học. Sách có nhiều chủ đề, chủ điểm phong phú, đa dạng, phù hợp với phát biệt phát triển phẩm chất, năng lực cần đạt của học sinh tiểu học. Sách có nội dung dạy và học nhằm phát triển cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các nội dung về từ vựng, ngữ pháp được phân bổ đồng đều và nhất quán cấu trúc và các đơn vị bài học đảm bảo cân đối, hài hòa giữa các phần kiến thức mới cũng như là luyện tập thực hành kỹ năng thuận tiện trong việc phân chia thời lượng tiết học. Sách có ngữ liệu được sử dụng là ngôn ngữ tự nhiên, phù hợp với ngôn ngữ trong đời sống thực tế và học sinh nhỏ tuổi, lồng ghép các nội dung tích hợp phát triển phẩm chất cho học sinh. Và cấu trúc ngữ pháp được dạy trong ngữ cảnh và được thực hành thông qua giao tiếp, có sự lồng ghép ôm lại một số kiến thức đã được học một cách rất là phù hợp giúp cho học sinh nóng vững kiến thức ngữ pháp cơ bản ở cấp học cao hơn và hình thức trình bày sách giáo khoa rất là cân đối hài hòa giữa kinh hình và kinh chữ phương pháp thể hiện qua ngữ liệu hoạt động và cách trình bày rất là nhất quán Bên cạnh đó thì các bài review, các bài mini test đã được phân bổ đan xen sau các unit giúp học sinh củng cố lại kiến thức, luyện tập và thực hành thường xuyên các dạng bài kiểm tra đầu ra là bậc 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho học sinh tiểu học. Và bên cạnh đó thì phần phonics được thiết kế rất là rõ ràng, giúp cho học sinh làm quen với các phiên âm, luyện tập phát âm chuẩn, đọc đúng ngữ điệu, giúp học sinh nghe chuẩn, nói đúng và viết đúng, làm nền tảng cho học sinh À, ở cấp học cao hơn Và sách còn được thiết kế rất là phù hợp với các đối tượng học sinh và đáp ứng được chương trình học đại trà cho học sinh các trường tiểu học Bên cạnh đó thì Vbox Việt Nam còn có thiết kế dạy học tinh giảm phù hợp với các khu vực à, học sinh ở vùng nông thôn hay là vùng núi Và học liệu hỗ trợ giảng dạy rất đa dạng phù hợp và đáp ứng nhu cầu dạy và học của học sinh cũng như là giáo viên Đội ngũ chuyên môn Vbox Việt Nam luôn đồng hành và hỗ trợ với nhà trường, giáo viên và học sinh trong suốt một năm học. Vâng, kính thưa quý lãnh đạo và quý thầy cô, thì vừa rồi em đã giới thiệu đến quý lãnh đạo và quý thầy cô các thông tin về bộ sách tiếng Anh năm Phonics nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam. VVBox kính mong nhận được sự quan tâm và lựa chọn của quý sở, quý thầy cô để bộ sách tiếng Anh năm Phonics được giảng dạy tại các trường tiểu học và vvbox việt nam cam kết sẽ luôn đồng hành cùng quý sở quý thầy cô trong suốt quá trình triển khai và tiếp theo thì em xin giới thiệu về thông tin À, liên hệ của bộ sách tiếng Anh nông Phonics Mod. Mọi thắc mắc thì quý thầy cô có thể liên hệ về số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là địa chỉ email chuyên môn hcm bbbox edu vn và để tìm hiểu thêm về các thông tin về bộ sách và tham khảo về các tài liệu hỗ trợ giảng dạy, quý thầy cô vui lòng truy cập vào website mà em đang chia sẻ à, trên màn hình đó là phonics vn à, soạt smart và chúng em luôn trực hai trả lời tất cả các câu hỏi của quý thầy cô. Hoặc là quý thầy cô có thể tham gia vào Zalo Group. À, vâng, à, mà mã QR code thì em đang chia sẻ trên màn hình. Quý thầy cô có thể dùng điện thoại của mình quét mã và tham gia vào group Zalo để cùng trao đổi. Hoặc là à, nhận những chia sẻ về à, tài liệu mà chúng em chia sẻ à, về sách tiếng Anh Phonics Walk trên group Zalo này ạ. À? Vâng, rất mong nhận được nhiều sự quan tâm và sự lựa chọn của quý thầy cô để sách tiếng Anh 1, 2, 3, 4 và tiếng Anh 5 Phonics sẽ được đồng hành cùng với quý thầy cô và các em học sinh trong năm học 2024-2025. Và phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Một lần nữa, em xin thay mặt cho nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VBBOX trân trọng cảm ơn quý sở, giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai đã đào tạo điều kiện để em được giới thiệu đến quý thầy cô bộ sách tiếng Anh nông Phonics Mod ngày hôm nay. Và kính chúc quý lãnh đạo và quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công thắng lợi. VBBOX Việt Nam xin trân trọng kính chào.